Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn tiếp tục đến với chuyên mục Độ Xe Đẹp cùng với Bờ Rồ Ô Tô. Thì hôm nay bên mình vừa hoàn thiện xong một chiếc xe, mọi người có thể thấy không, khá là đẹp luôn, rất là chỉnh chu từ đầu đến cuối. Đây là chiếc Navara Nissan nha mọi người. Thì cái phương án độ cho cái mẫu xe này á, nó bắt nguồn từ một cái hình ảnh anh khách anh thấy ở trên mạng đó, xuất xứ là bên Thái Lan nha. Thì ảnh chạy mua chiếc xe này xong chạy qua bên mình đó, nhờ bên mình tư vấn và thiết kế cái form, có cái kiểu dáng sao cho nó giống và nó đẹp nhất. Thì sau khoảng 2 tuần thì bên mình đã hoàn thiện xong chiếc xe này. Thì phải nói là từ cái khâu đặt hàng cho tới cái khâu chuẩn bị, tới cái khâu mà hoàn thiện hết tất cả mọi thứ khá là chỉnh chu và khá là đẹp. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết cho mọi người cái gói độ chiếc xe này, đó, Nissan Navara độ full off-road nha mọi người. Đầu tiên mọi người có thể nhìn thấy vô phần đầu xe ha, khá là đẹp luôn. Thì bắt mắt chúng ta đó là một cái bộ đèn. Đó, nguyên bản cái bộ đèn Nissan Navara này là nằm trên này. Đó mọi người thấy không, nó khá là đơn điệu và nó không có những cái ánh sáng và không có những cái mí LED đẹp giống như vậy. Mọi người thấy cái đèn mới này như thế nào. Đây là một đèn bên mình đã đặt cho anh khách nó khoảng tầm 10 ngày nha. Nó khá là khang hàng luôn và khá là khó. Tại vì cái mẫu đèn này á, nó đẹp á, từ những cái đường LED nè mọi người thấy không. Đường LED nó chạy nè, LED xi nhan nó chạy rất là đẹp. Cái thứ hai nữa là về cái thiết kế. Cái thiết kế ánh sáng thì trong này nó sẽ có và 4 cái bi, 4 quả bi luôn nha mọi người. Đó, tăng sáng khá là ổn luôn, 4 quả bi ở đây. Đó, 4 quả bi LED luôn nha mọi người. Thì rất là đẹp. Nhìn tổng thể chiếc xe từ phía trước đầu xe mọi người. Để ý, nếu mà phía trước đầu xe của mình trang bị cho chiếc xe chúng ta một cặp đèn á, mà có một đôi mắt, nó khá là chỉnh chu và nó hoàn hảo, thì tổng thể chiếc xe của mình nó khá là tuyệt vời nha mọi người. Đó, cái cặp đèn á, luôn luôn là một cái điểm nhấn khá là ấn tượng mà khách hàng qua bên mình. Thì em sẽ luôn luôn tư vấn cho khách hàng. Thứ nhất á, là mình cải thiện, đó, cải thiện về ánh sáng đó của đôi mắt. Cái thứ hai nữa là về cái thẩm mỹ. Đó, khi mình làm cho xe có một bộ đèn trước nó đẹp thì chiếc xe mình nó cũng sẽ đẹp và giá trị hơn rất là nhiều nha mọi người. Đó, đây là phần đèn. Đó, mọi người có thể xem chi tiết qua ha. Bi LED chạy nè, đó. Rồi ánh sáng nè. Đó, bây giờ em bật thử ánh sáng cho mọi người coi nha. Đó, đây là ánh sáng nè. Ánh sáng của 4 quả bi LED. Đây là bi LED nha mọi người. Đó, khi pha nè. Đó, khá là hoàn hảo luôn. Rồi, đây là phần đèn trước của chiếc xe này ha. Rồi, tiếp đến em giới thiệu, mọi người có thể thấy một option khá là quen thuộc luôn đây ha. Đó, đây chính là cái cản Hammer nha mọi người. Cản Hammer dành riêng cho chiếc xe Navara Nissan này. Đó, cản Hammer này. Cản này là khá là hiếm nha mọi người. Em phải đặt rất là lâu rồi. Đó, xong về đây. Cái chi tiết nổi bật thứ hai nữa cho chiếc xe này á, đó chính là cái phần sơn nha mọi người. Tại nguyên bản của cản Hammer mọi người thường hay thấy á, là cái phần này nó là màu đen. Đó, nó là màu đen hết tất cả luôn. Đó, bên mình về mình lên cái ý tưởng, đó mình lên cái dáng cho khách hàng. Sau đó bên em sẽ đem hai cái cản này. Đó, có cản trước cản sau luôn. Tí nữa em sẽ cho mọi người xem cái cản sau thì mình sẽ đem sơn nha. Cái phần sơn của cái cản sắt này á thì anh em lưu ý bên em sử dụng là sơn tĩnh điện nha. Sơn tĩnh điện nó sẽ xịn hơn và nó đỡ chày xước và chày chọc bong chóc hơn rất là nhiều. Đó là sơn tĩnh điện màu trắng cho nó liền lạc với cái tông của xe. Đó, từ trước ra sau luôn mọi người thấy không. Từ những cái má hông nè, mọi người để ý những cái chi tiết á, những cái tiết cản của mình á, mình thiết kế ví dụ như tại vì bên em thường lên ý tưởng á, là mình phải vẽ màu sẵn. Đó, bên em ráp lên sau đó mình cho nó thiết kế những cái phối màu á cho nó phù hợp với cái màu của xe thì chiếc xe mình nó sẽ hài hòa. Đó, và nó có điểm nhấn hơn rất là nhiều ha. Rồi, nói tiếp về phần cái cản Hammer của chiếc xe Navara này á, thì nó cũng khá là quen thuộc giống như những cản của xe ví dụ như Ranger hay là những xe khác ha. Thì nó sẽ có cái chữ Hammer trên này. Đó, có một cái logo Hammer. Rồi, phía phần gầm á thì nó sẽ có hai cái đèn ở đây. Đó, hai cái đèn chức năng nó là vừa đèn sương mù, vừa đèn xi nhan. Đó, này là khá là quen thuộc rồi ha. Mọi người có thể biết rồi. Rồi, xuống dưới phía dưới một chút xíu á, thì đi kèm cái cản này nó sẽ có một cái hai cái móc, hai cái mân ý dưới này để mình hỗ trợ cho chúng ta khi mà việc kéo xe nè. Đó, hoặc là xe bị lầy nè, đó mình móc vô hai cái móc này. Đó, hai cái móc ở cái đường sắt ở đây. Đó, cho mình kéo xe hỗ trợ lên thôi. Rồi, thêm một cái ý tưởng khá là đặc biệt của anh chủ xe nữa là anh trang bị thêm cho chúng ta phần phía dưới này, đó là một cái giáp gầm. Đó, cái giáp gầm ở dưới này ha. Giáp gầm chính hãng của Hammer luôn. Thì cái giáp gầm này á theo cái màu sắc anh chủ anh phối luôn, đó chính là mình cho sơn cái này theo cái màu xám luôn nè. Đó, chứ nguyên bản của nó là mọi người thường hay biết cái giáp gầm này nó màu đỏ ha.
Ok, đây là phần cái cản trước của chiếc xe này. Mọi người có thể nhìn lướt qua, sơ qua chiếc cản này nữa. Một lần nữa thì mình có thể thấy nó khá là đẹp ha. Nhìn rất là ngầu luôn. Lần đầu tiên mà mình thấy chiếc Navara mà đổ cái phiên bản này đẹp giống như vậy luôn mọi người. Rồi, tiếp đến em chia sẻ cho mọi người đó cái món mà đổ trên cái phần trước cho chiếc xe này nữa. Đó chính là cái mặt ca lăng ha. Cái mặt ca lăng nguyên bản của thằng Navara thì nó không có được giống như vậy ha. Đó, mặt ca lăng này là hàng Thái Lan nè đó. Nó bao gồm những chi tiết nè. Có cái sập giống như ánh ngôi sao ha. Rất là đẹp. Phía trên thì có thêm một cái lướt gió, có chữ Navara. Đó, nguyên bản cái này là màu đen ha. Nhìn chiếc xe của mình thì nó sẽ gọn gàng hơn. Và nó hầm hố hơn rất là nhiều ha. Ok, bây giờ mình qua phần bên hông xe đi ha. Phần bên hông xe thì cũng khá giống như những chiếc xe mà Ford hoặc là những xe khác mà mình đổ off-road ha. Thì sẽ trang bị cho chiếc xe một cái thanh thể thao. Đó, anh chủ trang bị một cái thanh thể thao đôi nè. Mọi thấy không? Thì nhìn chiếc xe của mình nó cơ bắp hơn, nó chắc chắn hơn rất là nhiều. Đó, thanh thể thao đôi, khá là quen thuộc rồi ha. Rồi, thêm một phần quan trọng nữa hôm nay em muốn chia sẻ cho mọi người. Đó chính là cái phần mâm lốp và phần gầm của chiếc xe này. Đó, đầu tiên nguyên bản zin của xe này khi mà mới về bên mình á, đây là zin của nó là mâm 16 nha mọi người, mâm 16. Đó, thì nó khá là nhỏ, nó không phù hợp với lại cái vóc dáng khi mà mình lên cản trước cản sau, nó sẽ không hài hòa và nó không không có tăng đủ chiều cao á, cho nên là cái xe của mình nó nhìn nó hơi kỳ. Đó, cho nên là em đã tư vấn cho khách hàng đó, nâng cấp luôn. Đó là cái bộ mâm lốp size 20 inch. Đó, mọi người nhìn tổng thể cái size 20 inch lên chiếc xe của mình á là nó hầm hố hơn, nó đẹp hơn nhiều lắm ha. Rồi, về cái mâm á thì ảnh chọn cho mình đó là cái mẫu mâm của thương hiệu Black Rhino ha. Black Rhino, mọi người nhìn thấy cái mâm này nó đẹp không? Khá là xuất sắc luôn ha. Nhìn tuyệt vời lắm. Những cái góc cạnh nè. Đó. Cái mâm này thường thường là anh em nào mà hay chạy cái mâm này năm vừa rồi bên mình bán cũng rất là chạy nha. Thường thường là anh em mà chạy Everest á, mâm 20 inch là gắn cái mâm này rất là nhiều luôn. Đó. Nên là mình tại vì cái mẫu này nó đẹp. Đó, mà nhìn nó sang trọng nữa. Mọi người thấy không? Với lại nó phối màu theo những màu xe của những cái màu xe khác nhau thì nó vẫn là dễ. Cho nên là mình quyết định tư vấn và anh chủ anh chọn luôn cái mẫu mâm này, Black Rhino ha, 20 inch. Rồi, về phần lớp thì cũng giống như những xe off-road khác thôi, chỉ trang bị cái lớp đa địa hình thì đến từ thương hiệu Toyo. Đó, Toyo thì ảnh chơi luôn cho mình ở đây một cái bộ lớp, đó là thông số 275 50R20. Đó, một bộ lớp với cái vóc dáng của nó là khá là đẹp và khá là hầm hố luôn nha mọi người. Mình nhìn từ đằng sau tới luôn thì nhìn cái thấy cái dàn chân của mình nó rất là lực luôn, cực kỳ lực luôn mọi người. Đó, em có thể quay đằng sau tới cho mọi người nhìn thấy ha. Đó, mọi người thấy không, nhìn rất là hầm hố và rất là lực luôn đối với chiếc xe của mình ha. Lớp gai này mọi người có thể đi mọi đường xá luôn. Đó, mình đi off road, mình đi đường xình lầy đó, mình đi đường trường cũng được nha mọi người, rất là ổn luôn. Rồi, ok, tiếp theo là đến cái phần hệ thống treo thì em chia sẻ luôn cho mọi người á. Về cái xe này á, thì cái gầm mâm 16 mà mình lên năm mâm 20 á, thì mình phương án của mình á, là phải tăng cái gầm lên chút xíu, tăng cái khoảng gầm này nè để cho nó xe nó không có bị cạ khi mà đánh với những cái góc lái á. Thì phương án là sao, là mình nâng cái bộ gầm này lên, là phía sau mình sẽ nâng một cái bộ lò xo. Đó, nâng một cái bộ lò xo đến từ thương hiệu TGM nha mọi người, rất là xịn luôn. Lò xo chính hãng của TGM, hàng của Úc. Đó, mọi người có thể thấy ha, mâm cái lò xo màu vàng. Đó, rồi còn phần phía trước á, thì chúng ta sẽ xử lý bằng cách trang bị cho nó thêm một cái bộ nâng gầm. Đó, để cho cái khoảng này nó cao lên và mình tính cái kích thước ở trước và sau cho nó cân đối ha, cho chiếc xe mình nó hài hòa hơn rất là nhiều. Đó, về cái phương án khi mà mình nâng gầm này á, thì đối với anh em bộ đồ ô tô á, thì sau khi mà mình hoàn thiện hoặc là mình nâng cấp gầm hoặc là mình thay mâm lốp hoặc là mình độ gầm, nói chung là mình độ gầm á, ảnh hưởng tới gầm á, thì điều đầu tiên bắt buộc á là mình phải vận hành thử đó, làm sao cho nó an toàn nhất có thể ha mọi người ha. Tại vì chiếc xe của mình á, khi mà mình làm đẹp á, thì tính năng an toàn đó, tính năng an toàn nè, khả năng vận hành vẫn là đặt trên hàng đầu nha mọi người. Đó, cho nên anh em tụi em rất là kỹ trong cái việc mà khi mình nâng gầm. Đó, đối với chiếc xe này á, thì sau khi mình hoàn thiện xong thì mình sẽ cân mâm bấm chì nè. Đó, sau đó mình cân chỉnh thước lái nè.
sau đó mình chạy thử vận hành đó cho nó êm, đó cho nó xong xuôi, đó cho nó hoàn thiện nhất có thể, sau đó mình mới bàn giao cho khách cho mọi người. Ok, đây là phần dàn gầm và hệ thống mâm lốp của chiếc xe này. Rồi tiếp đến là em chia sẻ tiếp về cái phần phía sau. Phía sau chiếc xe này cũng được trang bị thêm một cái cản. Cản này thì mọi người biết nhiều rồi ha, đây chính là cái cản Hummer. Đó, cản Hummer luôn. Nhưng mà cái điểm khác biệt đó thì giống như cản trước luôn, là em phối cái màu trắng luôn nha mọi người. Phối màu trắng cho nó liền lạc và nó đẹp hơn, nó tông xì tông hơn rất là nhiều. Đó, đây là cản Hummer ở phía sau ha. Rồi đây là cái phần thiết kế và trang bị cái ngoại thất cho chiếc xe này. Đó, cho nó hầm hổ hơn, nó có tính off-road hơn rất là nhiều. Đó, chiếc xe này cũng là một kỷ niệm của anh chủ xe. Sau một thời gian sử dụng, anh quyết định là nâng cấp cho chiếc xe của chúng ta. Nhìn nó hầm hố và nó bài bản hơn rất là nhiều. Trên đây là một cái chiếc xe Nissan Navara với một phương án độ khá là độc và rất là đẹp luôn mọi người. Thì anh em nào đang chạy chiếc bán tải Nissan Navara này của mình thì đừng có buồn nha, mình có thể xem cái clip này. Đó, cho em một like, đó, cho em một lượt đăng ký kênh. Sau đó mình có thể tham khảo cái mẫu này. Đó, mình áp dụng mà mình độ cho chiếc xe của mình nó đi lại hàng ngày cho nó có phong cách hơn, nó đẹp hơn, nó hầm hố hơn rất là nhiều nha mọi người. Ok, thì nếu mà mọi người có nhu cầu về nâng cấp, về độ xe, đó, về tư vấn tất cả mọi thứ về xe thì cứ liên hệ ngay cho em. Em là Kiệt, em đến từ Bờ Rồ Ô Tô. Hẹn gặp lại mọi người ở clip xe lần sau nha. Xin chào.